theo học tại Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh. Định hướng ban đầu của Trương Dư Hy vốn không phải là diễn xuất. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò của một người mẫu thời trang, sau đó mới lấn sân sang diễn xuất và dần gặt hái được những thành công qua nhiều vai diễn khác nhau. Vốn sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng thân hình mảnh mai, Trương Dư Hy luôn nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Có lẽ cũng chính nhờ thế mạnh ngoại hình nên con đường đến với diễn xuất của Trương Dư Hy không gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên trong quá trình làm nghề, cô lại khá chật vật vì sau nhiều năm vẫn chưa có được một tác phẩm thật sự tạo tiếng vang. Trải qua quá trình mài giũa, Trương Dư Hy giờ đây đã trở thành viên ngọc sáng của màn ảnh xứ Trung và nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Tuy nhiên nữ diễn viên xinh đẹp này cũng gặp phải không ít ồn ào đời tư gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Bên cạnh những tiếng thơm trong sự nghiệp thì Trương Dư Hy cũng gặp không ít tai tiếng về chuyện đời tư. Bắt đầu từ việc là người thứ ba khi công khai hẹn hò cùng với thiếu gia Vương Tư Thông đến nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay cùng VGT tìm hiểu về sự nghiệp của Trương Dư Hy cũng như là những tin đồn xoay quanh nữ diễn viên này nhé. Trương Dư Hy là ai? Sau những năm tháng chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, cánh cửa thành công cũng đã chính thức hé mở và chào đón Trương Dư Hy khi loạt phim có sự tham gia của cô đều đạt được thành công như Thanh Xuân Vị Ương 2015, Nàng Công Chúa Tôi Yêu 2016, Không Thể Ôm Lấy Em 2017, Đẹp Trai Là Số 1 2020, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát 2020. Không chỉ được biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp, Trương Dư Hy còn là bà chủ của nhãn hàng thời trang Stynos nổi tiếng tại Trung Quốc và một cửa hàng chăn ga gối nệm UC Lamation do tự tay cô thiết kế. Trương Dư Hy năm 2020 thành danh nhờ những bộ phim hot. Trong năm 2020 này, Trương Dư Hy đã hoạt động rất chăm chỉ khi tham gia rất nhiều dự án phim, trong đó ba cái tên nổi bật nhất góp phần tạo nên sự thành công cho diễn viên chính là Đẹp Trai Là Số 1, Uẩn Sắc Quá Nồng cùng Đinh Vũ Hề, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cùng Thành Nghị, Viên Băng Nghiên và tiếp tục tái ngộ Thành Nghị trong Mộng Tỉnh Trường An. Trong khi Đẹp Trai Là Số 1 và Lưu Ly đã lên sóng và đều gây được tiếng vang lớn, thì Mộng Tỉnh Trường An cũng đang là một trong những dự án phim được mong đợi nhất trong thời gian tới. Ngoài ra thì trong năm 2020 này, nữ diễn viên cũng tham gia hai bộ phim điện ảnh khác là Bạch Ngư Nữ, Mỹ Nhân Bì và một vai nhỏ trong bộ phim Thiếu Nữ Mang Khôi Giáp, gây sốt cùng bạn diễn Đinh Vũ Hề. Đẹp Trai Là Số 1 không chỉ là bộ phim giúp khẳng định tên tuổi của Trương Dư Hy trong lòng công chúng, mà còn góp phần đưa Đinh Vũ Hề từ một tiểu sinh vô danh trở thành nam diễn viên được yêu thích với lưu lượng tăng đáng kể. Vốn là một bộ phim không được kỳ vọng nhiều vì hai diễn viên chính không phải là những cái tên nổi tiếng, nhưng sự kết hợp quá ăn ý của Trương Dư Hy và Đinh Vũ Hề đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ cho bộ phim. Motif nữ chính xinh đẹp, quyến rũ lại chủ động theo đuổi, làm nam chính lạnh lùng cũng phải tan chảy, đã mang đến cho bộ phim một cốt truyện vô cùng mới lạ, thú vị. Những phân cảnh từ hài hước đến ngọt ngào, tình tứ của Trương Dư Hy và Đinh Vũ Hề trong phim đã thật sự làm cho người xem phải xoắn xuýt. Cả hai còn trở thành hot couple được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền từ trong phim ra đến ngoài đời thực. Thậm chí, trước sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đoàn phim sau đó còn tung ra tập ngoại truyện hết sức ngọt ngào dành tặng người xem. Trong tập đặc biệt này, cả hai sẽ hoán đổi thân phận cho nhau, mang đến những tình huống bất ngờ nhưng vẫn ngọt ngào không thua kém gì bản gốc. Hành trình sự nghiệp của Trương Dư Hy trước năm 2020. Vốn theo học chuyên ngành thời trang, Trương Dư Hy từ sớm đã được xem là có thế mạnh rất lớn trong lĩnh vực này. Vào tháng 10 năm 2009, cô đã xuất sắc đoạt giải quán quân tại Ruly Cover Girl lần thứ 7, một cuộc thi do Kanebo Giai Lệ Bảo tổ chức. Sau đó một tháng, Trương Dư Hy lên đường sang Nhật để tiếp nhận huấn luyện, trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Đến năm 2012, Trương Dư Hy có cơ hội tham gia trình diễn catwalk tại sự kiện thời trang Shanghai Runway 2012. Tại đây, cô gái 19 tuổi Trương Dư Hy đã tạo được ấn tượng rất lớn với công chúng nhờ vẻ đẹp sắc sảo cùng gương mặt có nét lai Tây. Đây được xem là bước đệm rất lớn, tạo điều kiện cho cô bước chân vào con đường diễn xuất sau này. 2013 đến 2015, loay hoay tìm cho mình một kiệt tác. Năm 2013, Trương Dư Hy chính thức có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Mỹ Nam Đường Triều. Trong phim, cô vào vai nhị nữ, một tiểu thiếp nhỏ bé không có nhiều đất diễn nên vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Đến năm 2014, nữ diễn viên tiếp tục tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh võ thuật Trí Thủ Uy Hổ Sơn.
Một năm sau đó, Trương Dư Hi tiếp tục đến với khán giả màn ảnh rộng thông qua vai phụ trong phim Chi Tử Khai Hoa và vai nữ chính là Thanh Xuân Vị Ương. Ra mắt được 3 năm, tham gia diễn xuất ở nhiều vai diễn khác nhau. Thế nhưng cái tên Trương Dư Hi vẫn chưa thật sự tạo được dấu ấn. Và mãi đến năm 2016, khi Nàng Công Chúa Tôi Yêu lên sóng, thì Trương Dư Hi mới thật sự trở thành hiện tượng, gây được dấu ấn và phủ sóng rộng rãi khắp mọi nơi. Và kể từ đây, sự nghiệp của cô mới dần dần được khởi sắc và nhận được sự chú ý của công chúng nhiều hơn. Đặc biệt, Nàng Công Chúa Tôi Yêu không chỉ là bộ phim mang đến nhiều tiếng tăm cho Trương Dư Hi, mà còn góp phần xe duyên cho cô và Trần Bá Dung. Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai đã chính thức hẹn hò, nhưng sau 2 năm thì đã đường ai nấy đi, để lại rất nhiều tiếc nuối cho công chúng. Ngoài ra, trong năm 2016, Trương Dư Hi còn tham gia hai bộ phim điện ảnh khác là Năm Mới Vui Vẻ và Cung Hỷ Phát Tài Trước Khi Nói Lời Yêu. Cả hai bộ phim Trương Dư Hi đều chỉ đảm nhận vai phụ. Sau năm 2016 thành công với Nàng Công Chúa Tôi Yêu, 2017 tiếp tục là một năm thành công với Trương Dư Hi khi cô nhận lời tham gia bộ phim Không Thể Ôm Lấy Em, đóng cặp cùng chàng diễn viên điển trai Hình Chiêu Lâm. Trong năm 2017, Trương Dư Hi cũng tham gia ghi hình cho hai bộ phim truyền hình khác là Thành Phố Mất Trí và Xoắn Não. Sau nhiều bộ phim làm nên tên tuổi, diễn xuất của Trương Dư Hi cũng ngày một lên tay, giúp cô thoát mác bình hoa di động mà nhiều người vẫn gán ghép trước đó. Đặc biệt, trong hai bộ phim Xin Hãy Ban Cho Tôi Một Đôi Cánh và Hậu Cung Như Ý Chuyện, dù không đảm nhận vai chính nhưng Trương Dư Hi vẫn tạo được ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ nhờ diễn xuất của mình. Ồn ào đời tư của Trương Dư Hi. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đầy thăng trầm thì tình sử của Trương Dư Hi cũng có rất nhiều biến động. Theo đó, cô từng công khai hẹn hò với hai người là thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông và nam diễn viên điển trai Trần Bá Dung. Ngoài ra thì sau bộ phim Đẹp Trai Là Số 1, Trương Dư Hi và Đinh Vũ Hề cũng vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục tung hình tình cảm. Sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và có chút lai tây, Trương Dư Hi được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh hiệu là búp bê màn ảnh và được khán giả vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, cô từng vướng nghi vấn giao kéo khi loạt ảnh cũ thời chưa nổi tiếng bất ngờ bị khui ra. Trong suốt sự nghiệp của mình, Trương Dư Hi chưa từng lên tiếng chia sẻ về những tin đồn xoay quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên chỉ tiết lộ việc bản thân đã bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng từ năm 14 tuổi để giữ dáng. Nhưng do thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức để làm việc, nên cuối cùng cô quyết định sẽ không ép buộc bản thân giảm cân khắc nghiệt như trước nữa. Không chỉ sở hữu thế mạnh ngoại hình, Trương Dư Hi còn được xếp vào hàng mỹ nhân mặc đẹp của điện ảnh Hoa ngữ. Nếu như trong mỗi bộ phim, cô luôn biết cách chọn lựa trang phục sao cho toát lên được thần thái, khí chất và tính cách của từng nhân vật, thì ở ngoài đời, thời trang của Trương Dư Hi cũng khiến nhiều người không khỏi suýt xoa. Cô luôn biết cách làm mới mình, chứ không hề bó buộc bản thân trong bất cứ một phong cách nào. Từ nữ tính dịu dàng đến trẻ trung năng động hay thanh lịch quyến rũ, Trương Dư Hi đều đã thử qua và chưa từng làm người hâm mộ thất vọng. Đặc biệt, nhắc đến gu thời trang ấn tượng của Trương Dư Hi, chắc chắn không thể không kể đến bộ sườn xám từng gây bão mạng khi cô có dịp tham gia một sự kiện tại nước ngoài. Chiếc sườn xám giúp khoe trọn body không chút mỡ thừa, kết hợp cùng khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao có nét lai tây của Trương Dư Hi khiến ai nấy đều không thể rời mắt. Đồng thời, việc lựa chọn chiếc sườn xám đặc trưng Trung Hoa dự một sự kiện có nhiều bạn bè quốc tế cũng phần nào cho thấy được sự thông minh và tinh tế của Trương Dư Hi. Từng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của Trương Dư Hi vẫn khiến nhiều người bán tin bán nghi về độ chân thật. Trước những tin đồn này, Trương Dư Hi tuy không lên tiếng chia sẻ nhưng đã khéo léo dùng hành động để chứng minh. Nữ diễn viên không ngại đăng tải những hình ảnh hay livestream với gương mặt mộc để người hâm mộ có thể kiểm chứng nhan sắc thật. Không thể phủ nhận rằng, sau khi không còn lớp make-up, nhan sắc của Trương Dư Hi cũng không còn lung linh như bình thường, nhưng cũng không có sự chênh lệch quá lớn giữa trước và sau khi trang điểm. Bên cạnh đó, làn da mịn màng, giàu sức sống của Trương Dư Hi cũng khiến nhiều người không khỏi suýt xoa. Qua đó, người hâm mộ cũng phần nào có câu trả lời trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Trương Dư Hi. Ra mắt được hơn 10 năm, Trương Dư Hi giờ đây không còn chỉ được biết đến bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi sự tài năng của mình. Mặc dù những chuyện đời tư của Trương Dư Hi thỉnh thoảng vẫn khiến cho khán giả cảm thấy bối rối, nhưng tin chắc rằng cùng với sự tài năng và nỗ lực của mình thì Trương Dư Hi sẽ ngày càng khẳng định được hơn vai diễn cũng như là chỗ đứng của mình trong showbiz. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là đăng ký để nhận hơn nhiều video mới nhé.